Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay rét hại vẫn xảy ra ở các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 13 đến 14 độ. Dự báo tình trạng rét hại diện rộng này sẽ duy trì nốt ngày mai. Từ ngày Chủ nhật, thứ hai, nhiệt độ miền Bắc nhích lên ngưỡng rét đậm. Tuy nhiên, từ đêm nay khả năng mưa nhỏ lại xảy ra nên cảm giác vẫn khá là rét buốt. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết nên người dân cần chú ý đề phòng. Với thủ đô Hà Nội hôm nay trời phổ biến nhiều mây, sáng có mưa nhỏ lất phất. Nhiệt độ cao nhất ngày có xu hướng nhích nhẹ lên mức 14 độ. Mặc dù tăng nhiệt so với hôm qua, nhưng có mưa ẩm nên trời vẫn rét. Dự báo từ ngày mai, rét hại sẽ chấm dứt, nhiệt độ tăng lên ngưỡng rét đậm. Quý vị vẫn cần hết sức chú ý, có các biện pháp giữ gìn sức khỏe, tránh đổ bệnh bởi thời tiết. Ở miền Trung hôm nay, khu vực các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời vẫn vừa mưa, vừa rét, với nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 20 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi cũng có mưa, trời lạnh, với nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Chỉ riêng các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận ít mưa hơn, trong ngày có nắng, nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay từ 26 đến 30 độ. Thành phố Đà Nẵng vẫn chịu tác động của không khí lạnh nên trong ngày vẫn có lúc có mưa. Biên độ nhiệt ngày đêm chỉ dao động quanh ngưỡng 20 đến 23 độ. Trời vừa mưa vừa rét cả đêm lẫn ngày. Quý vị chú ý có các biện pháp giữ ấm cơ thể, đảm bảo sức khỏe khi mưa rét còn kéo dài. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nơi có thời tiết nắng nhiều và nhiệt cao nhất cả nước. Trời nắng từ sớm và kéo dài đến chiều làm cho nền nhiệt trưa chiều nay ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức cao 34 độ. Cảm giác khá nóng với độ ẩm không khí ở mức thấp dưới 50%. Về tối và đêm trời mát với nhiệt độ hạ về 25 đến 26 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ một số các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.